Lâm Sung, Nỗi Oan Thấu Trời và Hành Trình Tới Lương Sơn Bạc. Bến nước Lương Sơn chính là nơi quy tụ linh hồn của 108 vị hảo hán. Họ chính là những lữ khách đang tìm kiếm con đường trở về ngôi nhà đích thực của mình. Trong đó có thể nói con đường trở về của báo tử đầu Lâm Sung đặc biệt gập ghềnh, dài dằng dặc. Lâm Sung hộ tống vợ là Trương Thị lên nhạc miếu thắp hương, nơi ông đứng đợi Trương Thị, vừa ngay gần chỗ Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm tu hành. Vì thấy Lỗ Chí Thâm giỏi sử dụng cây hỗn thiết thiền trượng 62 cân, Lâm Sung không nén nổi, cao giọng ca ngợi. Quả thực đánh giỏi lắm. Có đâu ngờ, năm chữ này là khởi đầu cho duyên tri kỷ của ông và Lỗ Chí Thâm, cũng là mở đầu cho con đường anh hùng của ông. Lại nói, Lỗ Chí Thâm múa võ đang say, xung quanh lại có 20-30 kẻ vô công rồi nghề hò hét, cổ vũ, nhưng chỉ một câu ngắn gọn của Lâm Sung đã làm ông chú ý. Lỗ Chí Thâm trong lòng rất hiếu kỳ, bèn nhìn về phía có giọng nói, chỉ thấy phía ngoài, một nam tử ăn mặc như quan lại, đầu báo, mắt tròn, râu hùm hàm én, thân cao 8 thước, chạc 34-35 tuổi. Tướng mạo thế này chẳng đúng là thượng tướng Trương Phi của Thục Hán tái sinh hay sao? Mà tên hiệu của Lâm Sung lại đúng là báo tử đầu, tức là đầu báo. Nhưng độc giả lại rất ít khi xem Lâm Sung là hình bóng của Trương Phi, mặc dù Lâm Sung cũng cao lớn, nghĩa khí, hào hiệp, cũng có võ công cái thế, nhưng về đại thể, ông giống một tướng quân nho nhã, lặng lẽ khiêm nhường. Nếu không phải do thần uy lẫy lừng của cây thiền trượng đó kích động nhiệt huyết giang hồ, có lẽ ông chỉ ở tại chỗ, lặng lẽ làm việc riêng của mình thôi. Sau khi Lâm Sung và Lỗ Chí Thâm trao đổi tên tuổi và gia môn, mới biết rằng trên cùng một mảnh đất Đại Tống lại có hai người sống ở hai thế giới khác nhau. Một người là võ sư giáo đầu ở Kinh Thành, kế thừa chí cha, thành gia thất đã 3 năm, cuộc sống yên bình tốt đẹp. Một người xuất thân đề hạt nhưng vì trừ gian diệt ác mà phạm án mạng, trở thành kẻ liều mạng, tiền đồ hiểm ác, ảm đạm. Một người có gia đình mỹ mãn, cần ông bảo vệ và còn có một sự nghiệp để gắng sức. Một người thì đơn thân trơ trọi, chỉ có thể gửi thân nhà chùa, trời đất mênh mông mà không biết đi đâu về đâu. Cuộc đời khác nhau một trời một vực ấy, chẳng ngăn nổi hai người tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông. Lỗ Chí Thâm mới gặp Lâm Sung đã nói nguyên nhân, ông giết người xuất gia, không hề giấu giếm. Lâm Sung cũng cảm kích Lỗ Chí Thâm tín nhiệm, mới gặp mà như cố nhân, bái làm nghĩa huynh. Có gia đình tươi đẹp lại có được tri kỷ, Lâm Sung thực là vừa khí khái nghĩa hiệp lại vừa chứa tràn tình cảm, chỉ xuất hiện một chốc một lát đã gây ấn tượng sâu đậm. Cũng có thể, Lâm Sung cảm thấy đồng cảm với Lỗ Chí Thâm bởi số phận đã định sẵn cảnh ngộ của Lỗ Chí Thâm chính là tương lai của ông. Mặc dù được gọi là võ sư giáo đầu của 80 vạn cấm quân, oai danh lẫm liệt nhưng Lâm Sung bất quá cũng chỉ là một chức quan nhỏ. Hơn nữa, ông lại đang sống nơi quan trường, quyền thân nắm quyền, tiểu nhân lộng hành. Cuộc sống yên bình của ông đang có, thực ra như chiếc thuyền con trôi dạt giữa đại dương mênh mông. Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm vui vẻ uống chưa được 3 chén, phòng bà đã nổi lên. Tỳ nữ gia đình hốt hoảng chạy đến báo tin, thì ra Trương Thị ở trong miếu bị kẻ háo sắc trêu ghẹo. Giáo đầu khiêm nhường, lễ nghĩa cũng không thể chịu đựng được vợ mình bị chịu nhục. Lâm Sung lao đến nhạc miếu, giơ cao nắm đấm thép hét lên, trêu ghẹo vợ người, đáng tội gì? Ông hoàn toàn làm theo bản năng của một người chồng. Nhưng khi Lâm Sung nhận ra người đó là Cao Nha Nội, lập tức tỉnh táo. Ông cậu rời kia chính là con nuôi của quan lớn Cao Cầu. Lâm Sung không sợ Cao Nha Nội, nhưng cũng không thể không nể mặt Cao Cầu, bụng đầy tức giận cũng đành phải khổ sở nuốt hận. Đúng như sau đó ông giải thích về Lỗ Chí Thâm, không sợ quan, chỉ sợ quản. Lâm Sung nếu muốn dạy dỗ đám người Cao Nha Nội thì dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi giải hận thì sao? Nhẹ thì thích chữ đi đầy, nặng thì mất mạng và lại sẽ liên lụy đến người nhà. Hơn nữa, Lâm Sung lương thiện cho rằng Cao Nha Nội không biết nên mới vô lễ với Trương Thị, nếu không cũng sẽ không như vậy. Sau một hồi suy đi tính lại, Lâm Sung cho rằng đã không nên gây chuyện với Cao Cầu thì tạm nhượng bộ lần này. Một cảnh vở kịch hạ màn trong tiếng ồn ào khuyên nhủ của đám đông. Chỉ còn lại Lâm Sung một mình mắt trợn tròn uất hận, u uất buồn bực. Nhưng tình thế chẳng chuyển biến tốt lên dẫu Lâm Sung đã chịu nhẫn nhục, vận mệnh còn đưa đến cho vị hào hán này một thử thách khốc liệt hơn. Cao Nha Nội quá say mê Trường Thị, thuộc hạ của y là Phú An đã giúp đặt bẫy, giả ý mời Lục Khiêm, tức bạn thân của Lâm Sung uống rượu, rồi lừa Trương Thị đến nhà Lục Khiêm tìm chồng. Đoạn bảo Cao Nha Nội đón sẵn ở cổng nhà Lục Khiêm. Từ Khiêm Sung,
là khiêm tốn, cẩn thận, tự kiềm chế, thường dùng để ca ngợi đức tính tốt đẹp. Tuy nhiên, lục khiêm lại xu thời, a dua, quyền thế, đã phụ tấm lòng bằng hữu. May mà tỷ nữ kịp thời báo tin nên đã kịp hóa giải kiếp nạn của Trương Thị. Hai lần chịu nhục, Lâm Sung chỉ thét lớn khiến Cao Nha Nội sợ hãi bỏ chạy. Ông vẫn hết sức giữ gìn thể diện của quan trên. Lâm Sung trượng nghĩa nên vẫn bao dung nhẫn nhịn kẻ ác, nhưng không thể tha thứ cho bằng hữu phản bội. Lâm Sung phá tan nhà Lục Khiêm rồi vác đao đi tìm Lục Khiêm quyết sống chết. Việc của Cao Nha Nội cuối cùng cũng kinh động đến thái úy Cao Cầu. Lâm Sung chờ đợi trong nỗi oan không nói nên lời. Bảo đao mới xứng với anh hùng, Lâm Sung mua được một thanh bảo đao, mài đi mài lại trong đêm, yêu quý không rời. Nào biết là tai họa sắp giáng xuống. Ngày hôm sau, hai viên công sai đến truyền lệnh của Cao Cầu, lệnh Lâm Sung đem thanh bảo đao mới mua vào phủ để hắn thưởng thức. Lâm Sung không nghi ngờ gì, đến ngay phủ chờ Cao Cầu rất lâu. Ông bỗng nảy sinh nghi ngờ. Ngước mắt nhìn, trước hiên có tấm biển đề chữ Bạch Hổ Tiết Đường, làm ông kinh sợ bừng tỉnh. Thì ra đây là khu vực quân cơ cấm địa, vô cớ không được tùy tiện vào, nói gì đến mang đao sắc vào. Đi nhầm vào nơi cấm địa, tội không nhỏ. Lâm Sung biết rõ trúng kế mà không có cách gì thoát thân. Cao Cầu xuất hiện, ông có trăm miệng cũng không thể biện hộ được. Từ đây Lâm Sung rơi vào vòng tù tội, mất chức quan, danh dự, thậm chí mất cả sự tôn nghiêm của con người. Cuối cùng ông chịu tội danh đi nhầm vào Tiết Đường, bị đánh 20 trượng, thích chữ đi đày ở Thương Châu. Lâm Sung biết rõ họa từ Cao Nha Nội, nhưng cam lòng chịu đựng tất cả hình phạt, chỉ kêu oan với quan trên và cũng chưa có hành động lời nói nào quá khích, vượt ngoài khuôn khổ. Ông tự nói, năm tài tháng hạn chịu oan khuất này là số mệnh rồi, số kiếp khó thoát. Hơn nữa, quan trường ô uế ông đã biết từ lâu, lúc này ông vẫn chưa tìm được lối ra cho cuộc đời. Ngoài nhẫn nhục, chịu đựng thì có thể làm được gì đây? Trước khi bị đi đày, ông đã làm một việc bất ngờ, bỏ vợ. Thời xưa, kẻ no xôi chán chè cũng nhiều, đa phần do dục vọng tiền tài nữ sắc mà lòng dạ đổi thay. Nhưng Lâm Sung lúc này từ bỏ gia đình là sau khi suy nghĩ ngàn vạn lần mới lựa chọn. Ông mang tội trên mình, sẽ ly biệt Trương Thị, ngày về mờ mịt. Ông không muốn liên lụy người khác, bất đắc dĩ nén đau bỏ vợ. Ngoài vẻ vô tình là tình vô hạn, Lâm Sung lòng đầy quyến luyến gia đình, mặc dù đã tan đàn xẻ nghé, ông vẫn luôn luôn nhung nhớ người thân. Lỗ Chi Thâm gặp lại ông liền hỏi thăm chị nhà, gần đây có tin gì không? Biết Lâm Sung vẫn nặng lòng thương nhớ. Sau khi lên Lương Sơn, Lâm Sung vẫn hy vọng đón người nhà để được đoàn tụ. Chỉ khi nghe tin Trương Thị và nhạc phụ chết, ông mới dứt hẳn mối duyên gia đình, trở thành danh tướng Lương Sơn. Lúc đó mùa hè nóng nực, Lâm Sung lên đường bị áp giải, đã chịu hết mọi nỗi khổ cực. Do vết thương gậy đánh phát tác nên cử động rất khó khăn, dọc đường chịu những lời oán hận của công sai. Ban đêm, khi rửa chân, bị công sai cho một chậu nước nóng làm chân bỏng sưng đỏ lên, đầy rộp nước. Ngày hôm sau khởi hành, công sai ép Lâm Sung đi đôi giày cỏ mới. Các vết phỏng nước bị vỡ ra, máu tươi đầm đìa. Công sai nói nghỉ ngơi, để mặc ông tự buộc. Lâm Sung chỉ biết mình là một phạm nhân, còn liên lụy đến công sai, phải cùng ông đi xa. Do đó, trên đường đi ông rất dè chừng cẩn thận, chịu đựng hết thảy nghịch cảnh. Lúc này, lũ công sai gian ác đã lộ rõ, muốn lấy mạng ông. Thì ra chúng ngầm phụ mệnh Cao Cầu, tìm thời cơ mưu hại. Lâm Sung vết thương mới, vết thương cũ đầy mình, lại không có sức phản kháng, chỉ có thể khóc, xin công sai tha mạng. Thật đáng thương bậc hào kiệt một thời lại bị làm nhục đến mức thế này. Nào ngờ ông trời không diệt Lâm Sung, Lỗ Chi Thâm đã theo dõi từ lâu, thấy Lâm Sung bị nạn, kịp thời ứng cứu. Vị đại hòa thượng cực kỳ căm ghét cái ác này, muốn giết sạch, kết thúc tính mạng lũ công sai. Lâm Sung là người bị hại từ cõi chết trở về, lại lần nữa có hành động hiếm có, xin tha tội cho bọn sát nhân. Ông cho rằng, công sai chỉ hành sự theo lệnh, thực sự thần họ không do họ quyết định, sao có thể nhẫn tâm đoạt tính mạng họ. May có Lỗ Chi Thâm hộ tống, Lâm Sung đến Thương Châu bình an. Nhìn lại từ khi xuất hiện đến bây giờ, Lâm Sung tai họa liên miên, công danh bị hủy hoại, vợ chồng ly tán, đơn độc giạt trôi. Trước nỗi sỉ nhục lớn, Lâm Sung võ nghệ cao cường chỉ lùi bước nhượng bộ, nhẫn nhục. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng vẫn không mất đi chính khí, bỏ hết tư tâm, bảo vệ kẻ yếu. Suy nghĩ vì người nhà là thiện niệm, nhưng có thể xóa sạch oán hận, tha tội cho kẻ thù lại là tâm đại từ bi.
Lâm Xung Triệu Nghĩa, chất phác trung hậu. Đây là lời thơ ca ngợi ông, cũng là lời nói từ trái tim ông. Lâm Xung khoan dung, nhẫn nhục và lương thiện chính là có nguồn gốc từ thiên tính trung nghĩa của ông. Ông là giáo đầu, phải bảo vệ pháp luật, chung với vua, tôn trọng bề trên. Cho dù chịu oan, cũng cam tâm chịu hết nghịch cảnh, cẩn trọng hành sự theo luật nhà Tống. Ông là bậc đại trượng phu, phải tôn trọng phụng sự luân thường, bảo vệ gia đình. Cho dù lực bất tòng tâm, cũng phải suy xét trước sau, sắp đặt lối thoát cho người nhà. Đến cuối cùng, ông chỉ còn võ nghệ trên thân. Thành phạm nhân vẫn dốc sức giữ gìn chuẩn mực đạo đức, nhẫn nhịn sự đối xử vô nhân tính, buông bỏ sống chết thù hận. Có người nói ông yếu hèn, có ảo tưởng về quan trường. Thực ra ông chỉ là một viên ngọc thô, mới bước vào nhân gian hiểm ác. Chỉ đối nhân xử thế theo quan niệm thiện ác đơn thuần mà chưa nhìn rõ, chung với gian thần không phải là trung quân báo quốc. Tha cho kẻ ác, không thể thực sự ngăn chặn kẻ ác, truyền rộng cái thiện. Trên đường đời của mình, cũng có lúc Lâm Xung buông lời than bi thương khẳng khái. Tấng nam nhi thân mang tài năng, chẳng gặp minh chủ, chịu cú mình dưới lũ tiểu nhân chịu oan ức. Có thể thấy Lâm Xung đã trải qua cuộc sống chui rèn, biết bao phong ba bão táp, và ngày ông thực sự thức tỉnh cũng chẳng còn bao xa nữa. Trong gió tuyết trắng xóa thế gian, mịt mù trời đất, Lâm Xung đã diễn vở kịch lớn nhất đời mình. Từ đây về sau, bức tranh đầu đội mũ dạ có tua hồng, giáo hoa treo hồ lô rượu, một mình lầm lũi đi trong gió tuyết, đã trở thành hình tượng điển hình của Lâm Xung, khắc sâu trong lòng độc giả hậu thế. Lưu Trường Khanh, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, từng viết một bài thơ có tên là Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân, tức là gặp tuyết ngủ trọ ở núi Phù Dung. Trong đó đã vẽ nên bức tranh tuyết mênh mông và ý tứ sâu xa. Cảnh trong tranh này đã làm người ta nhớ đến một câu chuyện kinh điển, nhớ đến một người. Trong Thủy Hử có hai cảnh tuyết lớn ngập trời đều là dành riêng cho Lâm Xung. Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu, tức là Lâm giáo đầu chú tuyết miếu sơn thần, và Lâm Xung tuyết dạ thượng lương sơn, tức là Lâm Xung đêm tuyết lên lương sơn. Bài thơ của Lưu Trường Khanh vừa hay lại vừa phù hợp với cảnh ấy nhất. Lâm Xung cũng là người trầm luân lưu lạc chân trời, trải qua hành trình từ nhẫn nhục chịu đựng đến thức tỉnh. Liên tưởng đến ý tứ bài thơ của Lưu Trường Khanh, càng thấy cảnh Lâm Xung đội tuyết ra đi thật thê lương, hùng tráng, đầy ý thơ hơn mấy phần. Trước khi đến Thương Châu, Lâm Xung và hai công sai đến làm khách ở trang viên của Sài Tiến, được Sài Tiến tiếp đãi nhiệt tình. Vị sai đại quan nhân này là hậu duệ vua nhà Chu, là bậc trượng nghĩa khinh tài, lại có mối thâm giao với quan phủ địa phương. Ông trước nay thích nhất việc đón tiếp giúp đỡ các anh hùng xa cơ lỡ bước, đặc biệt là những phạm nhân như Lâm Xung phải chịu tội đi đày. Gặp Sài Tiến, hành trình của Lâm Xung như là khổ tận cam lai, cuối cùng có thể nửa may nửa mặt được. Trong trang viên, sư phụ của Sài Tiến là Hồng giáo đầu, cứ muốn so tài võ nghệ, Lâm Xung thoái thác không được, đành phải ứng chiến. Ánh trăng trong trẻo chiếu khắp nơi, hai hảo hán thi triển long tranh hổ đấu quyết liệt. Hồng giáo đầu hùng hổ như muốn nuốt sống đối thủ, Lâm Xung lặng lẽ khiêm hòa, trên người mang gông cùm, nên sau 4-5 chiêu tự nhận thua. Sau khi Lâm Xung được tháo gông cùm, Hồng giáo đầu khi thế càng hăng, múa gậy lại đánh tới. Lâm Xung chỉ lùi bước, nhân lúc bộ pháp đối phương đã loạn liền vung gậy quét ngang tầm thấp trúng vào ống chân Hồng giáo đầu, một chiêu mà chiến thắng. Hồng giáo đầu chủ quan khinh địch, chỉ biết tiến lên tấn công dữ dội. Lâm Xung thì trầm tĩnh, phòng ngự chắc chắn, đợi thời cơ chín muồi mới vùng lên phản kích, lấy cơ chí thủ thắng. Thấy hai người lâm trận ra chiêu, Hồng giáo đầu ra thế, lấy lửa đốt trời, khí thế ngút trời, nhưng hoa mỹ mà không thực dụng. Nhưng thế vạch cỏ tìm rắn của Lâm Xung ẩn giấu mũi nhọn đúng như tính tình của ông, không tranh với đời, khiêm tốn đôn hậu. Nếu chẳng phải vì cuộc tỉ thí ngây ngất này, mọi người có lẽ đã quên mất Lâm Xung là một đại anh hùng trí dũng song toàn, võ trí và võ đức của ông đều là thượng đẳng. Sai Tiến không hổ danh là quý nhân trong mệnh của Lâm Xung, không chỉ hào phóng mở hầu bao, giúp cho mấy chục lạng bạc, còn gửi kèm bức thư đặc biệt cho quan phủ. Bức thư ấy giúp Lâm Xung sẽ sống cuộc sống an nhàn, thoải mái khi lưu đày ở Thương Châu. Đó cũng là điều ông mong đợi. Cẩn thận, dè dặt chịu qua tai ương lao tù này, nếu có may mắn đợi được đến lúc đại xá thiên hạ, ông có thể nối lại duyên xưa với Trương Thị, có thể làm người dân thời Thái Bình với thân phận trong sạch. Vào Lao Thành, Lâm Xung với tâm thái yên ổn vô sự, tuân thủ phép tắc sinh tồn của Lao Thành, bỏ tiền lấy lòng các sai dịch,
không chỉ tránh khỏi 100 gậy sát uy bổng, lại được công việc thanh nhàn, nhất là trông coi thiên vương đường. Lâm Sung an lòng theo cảnh ngộ, mỗi ngày chỉ là thắp hương, quét dọn, sống những ngày thuận lòng bình yên. Như vậy được hơn một tháng, Lâm Sung trải qua gia đình ly tán, kiếp nạn sống chết, dường như đã hài lòng với hiện trạng. Một hình tượng thần dũng vô song, quyết chí báo quốc dường như đã dần dần nhạt nhòa đi. Nhưng thiên tinh hạ phàm tất có sứ mệnh, anh hùng ẩn mình, đợi thời bay lên. An nhàn nơi đây chẳng qua vốn chỉ là chốn dưỡng thương mà thôi. Năng lượng to lớn tàng chứa trong cơ thể Lâm Sung đang đợi chờ thời cơ vẫy vùng trời đất. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Lâm Sung có lòng nhường nhịn nhưng quyền thần cao cầu lại muốn đuổi tận, giết sạch, lại phái Lục Khiêm, Phú An đến Thương Châu, ý đồ mưu hại. Lâm Sung nhờ gặp người quen cũ là Lý Tiểu Nhị mà biết trước âm mưu cao cầu mưu hại, nhưng cũng đành bất lực vì địch ở chỗ tối, mình ở chỗ sáng, tìm kẻ thù không được, đành phải mặc kệ việc này. Lúc đó gần đến thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông, Lâm Sung đột nhiên bị điều ra ngoài thành trông coi kho cỏ của đại quân. Đây là công việc thậm chí còn tốt hơn quét dọn thiên vương đường nhiều, nhưng đằng sau lại ngầm chứa vô số mưu đồ giết hại. Trên đường tới kho cỏ, trời đã đổ tuyết lớn, chốc lát bốn bề đường chẳng thấy, khoảnh khắc ngàn non bỗng mất tăm. Làm xong công việc bàn giao, Lâm Sung liền vào ở trong nhà tranh, đốt củi than sưởi ấm. Vì thấy bốn bề đổ nát, bèn nghĩ chuyện tu sửa để sống qua mùa đông. Nào hay cơn bão tuyết trong cuộc đời mình cũng đã đến trong chớp mắt. Nguy cơ vốn ngay trước mặt, nhưng tác giả Thủy Hử lại cố ý giảm chậm tiết tấu câu chuyện để cho Lâm Sung đi mua rượu. Chỉ thấy ông đầu đội mũ nỉ, một cây giáo hoa treo hồ lô rượu, trên mặt đất trắng tuyết, bước đi đạp tan tuyết như ngọc như ngà, tìm về phía quán rượu. Giữa đường Lâm Sung đi ngang qua miếu sơn thần, liền sinh thiện niệm, phát nguyện hôm khác sẽ lễ bái. Uống rượu xong, ông lại đội tuyết ngược gió trở về. Ai ngờ căn nhà tranh tuyết phủ nặng đã sập xuống, dập tắt hết lửa. Trong nhà chỉ còn lại mỗi chiếc chăn bông là còn dùng được. Nếu không có gió tuyết, Lâm Sung cũng không đến nỗi không nơi ngủ. Nhưng chính vì đại hàn tuyết lớn, Lâm Sung mới nảy ra ý đi uống rượu. Nhờ vậy mà thoát kiếp nạn này. Có thể thấy gió tuyết vô tình, nhưng không làm hại người vô tội. Thật đúng như trong sách đã viết, lẽ trời sáng tỏ, bảo hộ thiện nhân nghĩa sĩ. Lâm Sung đột nhiên nghĩ tới ngôi miếu cổ kia, có thể ngủ nhờ một đêm, bèn lại nhấc cây giáo hoa, hồ lô rượu đi vào trong miếu. Kính phụng thần, trời trợ giúp, miếu sơn thần có thể tránh rét, lại có thể bảo toàn mạng. Bỗng nghe ngoài miếu tiếng động lớn vang lên từng chập, Lâm Sung ra xem, kinh hãi thấy kho cỏ lửa cháy đùng đùng. Ông vừa định ra khỏi miếu về chữa cháy thì nghe thấy có ba người đang nói chuyện bên ngoài miếu, bèn ở sau cửa lắng nghe. Mấy kẻ này lại là cụ Lục Khiêm, Phú An và một tên sai dịch, đang dương dương tự đắc khoe khoang quỷ kế hãm hại Lâm Sung. Điều Lâm Sung đến kho cỏ hẻo lánh rồi đốt lửa giết người, cho dù Lâm Sung có thoát chết thì cũng không thoát tội chết tắc trách khi coi giữ kho cỏ. Lâm Sung càng nghe lòng càng kinh sợ mà tự nhủ rằng, trời đã thương Lâm Sung tôi. Nếu không phải căn nhà tranh sập, ông sao có thể may mắn rời khỏi kho cỏ trước khi bị phóng lửa đốt? Nếu không phải tránh tuyết trong miếu cổ, ông sao có thể may mắn nghe được kế độc của lũ cao cầu? Nếu chẳng phải ông trời thương, e rằng Lâm Sung đã phải chết oan ở Lao Thành, nuốt hận đến lúc xuống suối vàng. Lâm Sung cả đời khổ nhẫn, cuối cùng lại bị dồn vào tuyệt địa, lùi cũng không còn đường. Trong đêm gió tuyết giá lạnh thê lương, trong ngôi miếu sơn thần u ám, Lâm Sung dường như đã hoàn toàn thức tỉnh, trở thành một con người khác. Có lẽ cũng vì tượng sơn thần phong thái uy nghiêm đã thắp sáng, hùng tâm diệt ác, dương thiện, thi hành chính nghĩa của Lâm Sung. Trong vẫy vùng giữa sống chết, vinh nhục, bi hoan, ông cuối cùng đã lựa chọn cho mình một con đường của bậc trượng phu. Lâm Sung gầm lên một tiếng long trời, nghịch tặc, mày hãy đợi đấy. Đoạn vung tay đao, đoạt liền sinh mệnh ba mạng người. Uống hết rượu trong hồ lô, Lâm Sung một thân một mình chỉ xách ngọn giáo hoa, bước lên con đường đầy tuyết rơi trong đêm gió lạnh. Tuy chưa biết đi đâu, nhưng trong lòng ông đã cách Lương Sơn thay trời hành đạo ngày càng gần hơn. Duyên trời run rủi, ông lại được gặp Sài Tiến một lần nữa. Nhờ Sài Tiến sắp xếp giới thiệu, Lâm Sung một lần nữa mang thư tay của Sài Tiến, không quản gian khổ, tìm đường đến Lương Sơn. Lại một ngày tuyết giăng đầy trời, mây đỏ rực che phủ, gió bắc thổi rát. Trong chớp mắt, mặt đất trắng xóa như bạc. Lại là Lâm Sung một mình đi trong tuyết lạnh, đơn độc tìm nơi trở về của sinh mệnh mình. Chính là lúc hoàng hôn thăm thẳm núi xanh, bầu không giá lạnh, mái tranh nghèo nàn,
nhà ở nơi nào, thân thích chốn nào. Giữa trời đất mênh mông, xa xa, thấy quán rượu, anh hùng mặt lộ chẳng thể không có rượu bầu bạn. Lâm Sung đi thẳng đến quán rượu, chén rượu rót tràn, buồn bã cũng đầy lòng. Lâm Sung ngắm nhìn gió tuyết, tâm tư, thần thái lại phiêu dạt về kinh thành. Chỉ vì gian thần hãm hại, hảo hán Lâm Sung rơi vào cảnh có nhà mà không về được, có nước mà không báo đáp được, hỏng phí một đời, rốt cuộc là đạo lý gì? Thế gian còn có ngày để ông rửa sạch oan tình, làm lại sự nghiệp hay chăng? Tuy nỗi oan chưa rửa, mang thân án mạng, Lâm Sung vẫn không sụp đổ. Trái lại, hùng tâm bất diệt, tiếp tục kiên trì niềm tin trung nghĩa, phát hồng nguyện, uy trấn thiên hạ. Ông mãi tin thiên địa trường tồn, ta không thể thắng chính, trung thần nghĩa sĩ cuối cùng sẽ có con đường báo đáp quốc gia. Lúc này, tai mắt Lương Sơn là Chu Quý vào quán thám thính tin tức, bị cuốn hút bởi bài thơ hùng tâm ngùn ngụt của Lâm Sung. Được biết, ông do Sải Tiền giới thiệu muốn gia nhập Lương Sơn, Chu Quý liền cung kính, chủ động đưa Lâm Sung lên Lương Sơn, bái kiến thủ lĩnh. Toàn bộ quá trình Lâm Sung bị ép buộc phải lên Lương Sơn, mỗi một bước nhìn như là ngẫu nhiên, dường như bị động tiếp nhận an bài của vận mệnh. Nhưng một niệm là duyên khởi, một ý là phát sinh, vạn vật sẽ thành. Sự chuyển biến và thăng hoa của tâm hồn Lâm Sung đã tiếp thêm cho ông dũng khí phá tan trở lực gian tà, được thần minh chỉ dẫn, bước tới bờ kia của anh hùng, rũ sạch gió tuyết trên mình, ngôi sao thiên hùng từ đây tỏa sáng Lương Sơn.